Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay ngày mùng 7 tháng 1 năm 2020, Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe. Đó là chiếc Daewoo Gentra được sản xuất năm 2009 và có cái lớp sơn là màu đen. Bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung, đồng thời cũng cập nhật được tất cả các cái mẫu xe mà bên Đức Trung mới nhập về, cũng như là các cái giá xe mà bên Đức Trung đang đề xuất bán. Thì trước mắt quý anh chị cùng các bạn, đây là một mẫu xe Daewoo Gentra được sản xuất năm 2009, có cái lớp sơn là màu đen. Và chiếc xe này thì tư nhân, biển tư nhân và không taxi dịch vụ. Đấy là một cái điểm hết sức ta cần lưu ý, bởi vì là xe mà chạy dịch vụ thì nó rất là xe nó bị dão. Chiếc xe này thì còn rất là đẹp nhá, đây từ cái phần sơn xi của nó cực kỳ là sạch sẽ, và tôn vỏ thì còn rất là căng bóng. Quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về thì phục vụ gia đình hoặc là chạy dịch vụ thì cũng rất là ok. Xe thì được trang bị động cơ 1.5, cái mức tiêu hao nhiên liệu nó khoảng 7 lít trên 100 cây. Thì quý anh chị các bạn mua về thì cũng sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì, bởi vì là xe của tư nhân thì người ta giữ gìn nó rất là cẩn thận, đẹp thì từ trong ra ngoài. Đấy, thì quý anh chị quan sát là ta thấy cái form xe đấy còn rất là đẹp, các cái chỉ mà từ đầu đến đuôi xe ấy nó còn thẳng căng luôn, lốp thì cũng khá là đẹp. Xe thì được trang bị rất là nhiều đồ chơi nhé, màn hình cam lùi, rồi là các cái viền pha, viền hậu, hay là vè mưa, lẹp chân kính và tay hõm cửa, tất cả những cái chi tiết mà cần được trang trí thì đã trang trí hết tất cả rồi. Thế quý anh chị các bạn này mua về sẵn sử dụng, không phải làm thêm bất cứ một thứ gì. Và sau đấy Đức Trung sẽ quay sát vào để quý anh chị các bạn cùng xem. Bằng xe thì được đăng ký biển ở tỉnh Bắc Ninh 99A25210. Bằng sau đây Đức Trung sẽ đi sát vào để cho quý anh chị cùng các bạn ta trải nghiệm cái mẫu xe này. Đây, cái cụm đèn pha bên lái còn sáng quắc nhá. Đèn xi nhan thì được lắp một cái bóng vàng để cho nó dễ nhận biết. Xe thì còn rất là đẹp này, còn sơn xi toàn bộ các cái phần đầu xe, sơn rất là căng nhá, bóng loáng luôn, lưới tản nhiệt, logo. Vâng, đây là cái cụm đèn pha bên phụ, toàn bộ các cái phần đèn còn rất là đẹp, sơn xi cực kỳ là sạch sẽ, đèn gập sáng quắc luôn. Đây là cái lốp đằng trước bên phụ nhá. Vâng, bữa này sử dụng la răng sắt nhưng mà đã có một cái miếng ốp màu nhũ, ốp ở bên ngoài này nó khá là đẹp. Gương thì đã được ốp chrome, toàn bộ các cái phần vỏ của xe rất là căng, các cái chỉ chạy dọc xe thẳng tắp luôn. Đăng kiểm thì còn đến tháng 3 năm 2020. Vâng, đăng kiểm thì còn rất là dài. Lốp phía sau bên phụ là dạng này, lốp cụm hô đàng hoàng, để các cái lắp bình xăng cũng được ốp chrome rất là sáng đẹp. Thì toàn bộ các cái phần đuôi xe này quý anh chị các bạn nhìn này, đuôi xe cái form của nó rất là đẹp nhá, các cái đường chỉ của nó nét căng, sơn xi thì sáng bóng lừ luôn. Hai cụm đèn hậu bên phụ thì cũng màu sắc vẫn còn rất là tươi, được lắp thêm một cái viền bảo vệ. Xe thì được trang bị camera lùi, các cái chữ Gentra, các cái logo của Daewoo thì còn đầy đủ luôn. Đây, ta quan sát kia cụm đèn hậu bên lái này, đấy, còn rất là sáng sạch. Còn sơn
ba đời nó sốc sau, rất đẹp luôn. Người ta quan sát luôn một chút về cái phần gầm, gầm xe chưa có một cái dấu hiệu mục mọt nên là đâm qua. Đây là toàn bộ các cái phần sơn xi cũng như là cái phần hông ở bên phải, à bên lái, lốp đằng sau bên lái. Vè mưa, lẹp chân kính và các cái tay cửa rất là sáng đẹp luôn. Gương này được ốp chrome sáng loáng. Lốp đằng trước bên lái lốp còn khá là mới, là răng sắt, có ốp và có cái logo của Daewoo nhé. Toàn bộ các cái phần cua lốp khá là đẹp. Đây là toàn bộ cái phần nội thất của xe nhé. Cái dòng xe Gentra này thì nội thất của nó rất là đẹp. Vâng. Xe thì được trang bị bộ ghế da màu kem này. Cái tông của nội thất là màu kem hết, kết hợp với lại cái màu đen cùng với lại các cái ốp vân giả gỗ nhé. Xe thì được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Vô lăng củ số thì cũng còn khá đẹp. Đấy. Chân lý nguyên bản. Người ta quan sát này. Đây là cái cánh đằng trước bên phụ. Toàn bộ các cái phần sơn nhựa keo chỉ vách chỉ nguyên bản này. Tất cả phần nhựa sần rất đẹp luôn. Đây phần đinh bấm của keo cột. Bản lề dây điện rồi là các cái móc khóa. Tất cả các cái chi tiết theo xe còn zin hết nhé. Các cái móc cửa sáng loáng, ốp vân gỗ đây, rất đẹp luôn. Đây là hàng ghế thứ hai nhé. Quay luôn cả cái phần trần cũng như là tắp ly của phía sau. Bao nhiêu đấy hả anh? Vâng, đây là cái phần đinh bấm của kèo cột nhé. Rất đẹp luôn. Bản lề dây điện hạn chế cửa. Tất cả các cái bậc lên xuống gioăng keo này. Khá đẹp. Đây là hình ảnh của cái cánh đằng sau bên lái nhé. Tất cả các cái chi tiết thì vẫn còn là zin theo xe. Bộ ghế da màu kem thì rất là sạch sẽ, thơm tho. Đấy, đinh bấm kèo cột nguyên hết. Tôi quan sát lại cái phần táp lô cũng như là các cái phần bàn đạp, pedal, chân phanh, chân côn và cánh đằng trước bên lái. Gương thì chỉnh tay, kính thì chỉnh điện, có cả khóa trẻ em. Tất cả các cái vách lì, các cái ốp vân gỗ nguyên zin hết. Và cả sau đấy Đức Trung sẽ quay luôn cái khoang động cơ cũng như là cái khoang cốp cho quý anh chị các bạn ta cùng xem. Cột kèo keo chỉ zin hết này. Vâng, đây là toàn bộ cái khoang cốp để đồ của chiếc Daewoo Gentra. Tất cả các cái vách lì rồi là cái sàn lì vẫn còn nguyên zin hết nhá. Đấy. Lắp của cốp đây. Các cái lớp lì nguyên bản. Keo chỉ zin hết. Sơn xi đẹp. Lốp dự phòng. Lốp dự phòng còn khá đẹp. Dụng cụ đồ nghề đi theo xe. Và cốp thì cũng được dán một cái lớp chống ồn. Sau đấy Đức Trung sẽ quay đến cái khoang động cơ cho quý anh chị các bạn ta cùng xem. Vâng, đây là toàn bộ cái hình ảnh của khoang động cơ chiếc Daewoo Gentra được sản xuất 2009. Vâng, tư nhân, không taxi dịch vụ nhá. Cái số khung của nó rất là nét này. Số máy thì cũng còn
cũng còn tương đối nét. Vâng. Qua video thì chắc là nhìn nó không được rõ lắm, nhưng mà quý anh chị các bạn khi xem xe đấy thì ta xem cái sự nguyên vẹn của cái sự đâm va, hay là ví dụ như là máy móc thì thấy nó khô khan, nó không bị chảy dầu nhòe nhoẹt, hay là các cái đường dây điện đấu nó loằng ngoằng, rồi là nó không còn cái tính nguyên vẹn nguyên thủy của chiếc xe đấy. Đầu tiên là nhìn cái động cơ thì ta nhìn như vậy, sau đó thì ta mới kiểm tra đến các cái phần nước, phần dầu bôi trơn, sau đó ta mới khởi động động cơ lên để ta nghe tiếng máy, rồi ta vận hành thử chiếc xe, tăng tốc ở mọi cái tốc độ khác nhau, ở các cái cung đường khác nhau, đi vào cái đường sóc để ta kiểm tra được cái độ dơ của tay lái, cũng như là cái độ ổn định của phần gầm, xem có tiếng kêu, tiếng dơ dão, tiếng lỏng hay là tiếng bất thường đấy, hoặc là tay lái nó có bị láng lái về một bên hay không. Thế là ta kiểm tra, đầu tiên thì ta kiểm tra những cái phần đó. Cam lùi thì còn khá là nét nhé. Thế hạ phanh tay xuống hết cả đèn đỏ này. Đấy, ta lùi thử. Bơm nước rửa kính cũng như là các cái tốc độ các mưa thì cũng là ok. Và sau đó là ta là kiểm tra đến hệ thống lên xuống kính này. Và cũng tương đối là nhẹ nhàng linh hoạt. Chức năng của xe thì vẫn hoạt động bình thường. Người ta thử đến số côn thì ngọt ngào nhẹ nhàng là ok. Vâng, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng giới thiệu cho quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe. Đó là chiếc xe Daewoo Gentra được sản xuất năm 2009, nước sơn là màu đen. Vâng, chiếc xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 172 triệu đồng. Vâng, chỉ 172 triệu đồng là quý anh chị các bạn có ngay một chiếc Daewoo Gentra 2009 về để chạy Tết. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các video lần sau.